Alo, em đây. Em đang ra rồi. Cứ đợi một tí, em ra rồi là chúng mình quậy tưng bừng luôn nhá. Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần mà. Ừ, thế nhá. Linh, Linh ơi, em đi đâu đây? Giật hết cả mình cơ. Này, anh làm cái gì mà cứ như ma thế? Tôi đi chợ một tí làm sao? Anh là chồng em, anh đang đau ốm bệnh tật thế này, anh không hỏi em thì hỏi ai? Anh ơi, anh bớt cái tính đỏng đảnh khó chịu đi nhá. Tôi đi chơi một tí thì có làm sao đâu, hả? Từ cái ngày anh bị tai nạn, rồi là mù lòa, tôi cứ phải hầu hạ anh ngắn đến tận cổ rồi đấy. Tôi đi chơi một tí thì đã làm sao? Nhưng mà anh là chồng em, anh... Chồng hay là ông nội của tôi, hả? Này, cô không được nói với tôi như thế nhá, như thế là hôn. Trời đất ơi, tôi đưa anh lên thành ông nội, tôn cả anh lên bàn thờ rồi vẫn còn là hỗn à, hả? Từ cái ngày anh bị tai nạn, rồi là đau ốm bệnh tật có kiếm được ra tiền đâu mà anh lên mặt với tôi, hả? Sắp tới nhá, chữa bệnh cho anh có mà bán nhà đi đấy. Cái nhà này là nhà của tôi. Tôi ổn đau bệnh tật như thế này, không nhẽ không bán được sao? Ừ, đúng đúng đúng, anh nói gì chả đúng. Nhà anh giàu có cơ mà, có anh trai ở trên thành phố, rồi là làm việc gì đó giàu lắm cơ mà. Thế mà nghe tin em trai bệnh tật, chả thấy mặt mũi đâu cả, suốt ngày chỉ có để con này hầu thôi. Đủ rồi đấy. Anh trai của tôi, công ty anh ấy còn khó khăn, lo thân còn chưa xong, cô im đi, ở nhà. Ở nhà này. Này, cái lúc bắt ánh sáng ấy, anh không quản được tôi, bây giờ anh mù loà anh còn định cản tôi á. Mơ đi nhá, ở nhà đi. Linh, đừng nói ở nhà mà. Linh ơi, em đừng đi. Linh. Thế mặt chồng em đã tốt hơn chưa? Trời ơi, anh hỏi gì mà kỳ cục thế. Bây giờ ấy, mù rồi chứ còn đâu nữa. Bác sĩ bảo là phải có ai hiến giác mạc thì mới sáng lên được. Này, thế anh ta có tiền không? Có cái con khỉ khô ấy. Ngày xưa em lấy anh ta chỉ vì anh ta giàu có thôi. Bây giờ bệnh tật rồi, tiền mất tật mang ra. Anh trai ở trên thành phố thì nợ nần chồng chất, xong rồi phá sản. Sao mà cái số của em nó khổ thế cơ chứ? Ừ, còn có anh thương em mà. Bây giờ nhá, nếu em chán lão ta rồi, em bán nhà, bán đất đi, vứt lão ta vào cái xóm trọ nào đó, rồi cho thêm một tí tiền là được. Em vừa xinh vừa trẻ như này, đi theo anh nhé. Đấy, đây này, nhà mới đấy. Nhờ ơn nhờ phước của anh mà tôi mới phải bán nhà đi, rồi chuyển sang cái khu rách nát này này. Sướng chưa? Nhìn cái gì mà nhìn? Anh xin lỗi. Vào đi, đúng là quyền nợ. Đi vào. Linh ơi, vợ ơi, vợ ơi, anh đói quá. Linh ơi. Anh gì ơi? Anh gì ơi? Anh sao thế? Cô là ai thế? Tôi là Lan Anh, là hàng xóm của anh đây. Cô ơi. Ơi. Tôi đang tìm vợ tôi. Cô có thấy cô ấy ở đâu không? Vợ anh á? À, hình như là vừa nãy tôi thấy vợ anh ra ngoài rồi. Mà này, anh có cần tôi giúp gì không? Vậy thôi, không cần đâu. Này, anh đói bụng à? Nhà tôi còn bánh mì đấy, anh có ăn không? Như vậy có phiền cô không? Phiền cái gì mà phiền chứ? Chúng ta thuê cùng xóm trọ, làng xóm với nhau. Anh bị như thế này, tôi giúp anh một chút có sao đâu. Cô thẳng tính quá. Đương nhiên rồi, anh đợi tôi một chút nhá. Đây, anh ăn đi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Có gì đâu bà. Linh này, em không bỏ gã chồng mù đấy mà theo anh à? Nhà đã bán rồi, tài sản cũng chia rồi, giờ tiền nằm trong tay em cơ mà. Thì cũng phải có cớ đã chứ, em có muốn ở bên cái thằng mù này mãi đâu. Đợi em lấy hết tiền của nó rồi em sẽ bỏ nó theo anh. Em nhớ đi nhá, công việc trên thành phố ấy, anh đã lo rồi, giờ chỉ còn đợi mỗi em thôi. Vâng ạ. Linh ơi, Linh. Ui giời ơi,
Anh đi ra đi, làm sao đấy? Em lại đi đâu thế? Anh đói quá. Vợ ơi, vợ nấu gì cho anh ăn với? Này, đói thì tự đi mà nấu ăn đi. Anh Bùi chứ có phải là anh què cụt gì đâu. Nhưng em là người cầm tiền, vả lại anh cũng mới đến đây, đồ đạc anh còn không rõ. Này, anh bớt bồm mép đi nhá. Anh nói như thế kẻo người ta nghe thấy á, người ta lại tưởng là tôi cầm tiền của anh đấy. Anh mù thì cầm làm sao được tiền, hả? Cô là vợ của tôi, mà cô đã ăn nói như vậy à? Anh cút đi, để tôi còn đi chơi. Linh ơi! Anh kìm anh, anh làm sao thế? Cô Lan Anh ạ. Anh làm sao thế? Cô ơi, cô xem giúp tôi, vợ tôi đi đâu rồi? Chị ấy đi rồi. Linh! Chị Linh ơi. Cô là ai đấy? Tôi là hàng xóm của chị đây, là Lan Anh. À, là cái cô công nhân ấy hả? Sao? Có chuyện gì? Định xin tiền à? Chị hiểu nhầm ý của tôi rồi. Chẳng qua là anh kiếm anh chồng chị đang tìm chị, cho nên là tôi mới đến đây tôi gửi lời thôi. Gửi lời? Này, cô Lan Anh này, cô đừng có tưởng tôi không biết. Trong thời gian tôi không có ở đây, cô lén lén lút lút qua chăm chồng tôi chứ gì. Cô đúng là cái đồ không có liêm sỉ đấy. Chị hiểu nhầm ý của tôi rồi. Chẳng qua là anh kiếm anh không nhìn thấy đường, cho nên tôi mới giúp anh ấy thôi. Giúp á? Ở trên đời này làm gì có chuyện có người tốt như thế hả? Có phải là cô thích chồng tôi chứ gì? Bây giờ ấy, anh ta đã nghèo hèn rồi lại còn bệnh tật nữa. Cô thích ấy, thì tôi cho đấy. Chị đúng là hết tục chữa rồi đấy. Chồng chị ốm đau bệnh tật như thế, thế mà chị không quan tâm, chị bỏ nhà đi. Chị làm như vậy mới được à? Không được ấy, thì tôi cũng đã làm rồi. Lần sau nhá, cô mà tìm đến tôi nữa tôi đánh cho đấy. Cút đi! Anh kiếm anh. Cô Lan Anh, là cô phải không? Dạ vâng ạ. Cô ơi, cô có thể giúp tôi lấy cho tôi một ít nước để tôi uống thuốc được không? Dạ được, anh chờ tôi một chút nhé. Uống hả? Linh, em làm cái gì thế? Hai người hay lắm, trai thì đã có vợ, gái thì chưa chồng, thế mà dám tò tay tí tớn với nhau ở đây à hả? Đúng là không biết xấu hổ mà. Hai người không biết cái chữ xấu hổ viết như thế nào à? Chị làm sao thế? Anh kiếm anh thì ốm đau bệnh tật, chị vứt thuốc của anh ấy đi chị lại uống kiểu gì hả? Tôi làm cái gì là việc của tôi nhá, chồng tôi lo. Bớ người ta, bớ làng nước ơi, cái con này nó cướp chồng người ta này, bớ làng nước ơi. Kìa Linh, em làm cái gì vậy? Em bị làm sao thế? Cô Lan Anh chỉ đã muốn giúp đỡ anh thôi. Em mau xin lỗi cô ấy đi, quá đáng rồi đấy. Anh mơ đi nhá. Tôi là vợ anh thì anh phải nghe tôi. Anh nghe cái con này làm gì? Còn cái con công nhân này lúc nào cũng chỉ trực chờ tôi đi rồi qua chăm anh thôi. Đúng thật là... Linh ơi, em hiểu nhầm rồi đấy. Lan Anh, cô ấy là hàng xóm. Em không tin, em có thể hỏi tất cả mọi người ở đây. Hỏi á? Tôi việc gì mà phải hỏi? Hôm nay tôi về đây là để ly hôn với anh đây này. Để cho anh thỏa thích mà bay bướm với nó. Kìa Linh, em không được ly hôn. Linh. Linh. Đây, giấy ly hôn đây. Cầm lấy rồi ký đi. Tôi quá mệt mỏi với anh rồi. Linh, em định bỏ anh thật sao? Chị Linh, tôi xin lỗi chị. Bây giờ trong nhà anh kiếm anh chỉ có mỗi mình chị thôi. Chị nhẫn tâm chị bỏ chồng chị như vậy à? Đây là đơn ly hôn, anh cầm lấy rồi ký đi. Giải thoát cho nhau đi, tôi chán cái cảnh sống với anh lắm rồi. Linh ơi, đừng bỏ anh mà. Linh. Tôi xin lỗi. Vì tôi mà... Không, đó không phải lỗi của cô. Là Linh đã thay lòng. Cô ấy lấy tôi chỉ vì gia đình tôi giàu có. Nhưng từ khi tôi bị tai nạn, mắt tôi bị mù, Linh đã có người khác rồi. Anh nói sao?
Tại sao anh biết? Tôi biết chứ. Tính tình vợ tôi sao tôi hiểu mà. Cô ấy đã quyết tâm ly hôn rồi. Kể cả không có cô ấy vẫn sẽ bỏ đi tôi. Không sao đâu, anh yên tâm đi. Tôi là hàng xóm của anh, nhất định tôi sẽ giúp đỡ anh. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Chị Lan nghe ơi, chị Lan anh, chị biết tin gì chưa? Anh kia anh được anh trai đưa lên thành phố rồi đấy. Anh ấy có nhờ tôi gửi lời chào đến chị đấy. Thật thế á? Bao giờ? Vừa mới đi xong, tôi thấy họ đi vội lắm. Tôi biết rồi, cảm ơn con. Kiếm anh. Anh. Sao thế? Làm sao mà buồn thế? Không có gì đâu anh ạ. Em chỉ đang nhớ về thời trước ở quê ấy. Có một cô gái tên là Lan Anh. Cô ấy chăm sóc em tận tình lắm. Anh thấy cô bé tên Lan Anh đấy rất tốt đấy. Cái lúc mà anh đón em ở quê lên thì hàng xóm xung quanh có nói rằng cô ấy chăm sóc em rất tận tình. Bây giờ em khỏi bệnh rồi, nếu muốn em có thể về quê tìm cô ấy. Em cũng là tình thế đây. Cũng nhờ có cô ấy mà em có thể chờ đợi anh để đón em lên đây đấy. Còn Linh thì... Thì quá tệ chứ sao. Lúc em mới cưới nó, anh đã không ưng nó rồi. Người đâu vừa tham lam, vừa vô duyên, chỉ chăm chăm đến tài sản của em thôi. Này, thằng Kiếm Anh mà về quê, em phải tìm cách nối lại tình cũ nghe chưa? Nhưng mà nó bị mù mà. Bây giờ có tiền rồi, anh trai nó nhá, chúng giải độc đắc, lại còn có tiền vực dậy công ty, đưa nó đi thay giác mạc đấy. Thay giác mạc á? Chuyện này có thật không? Đúng mà, thằng bạn anh làm ở công ty nó bảo thế đấy. Ông trời đúng là bất công, người giàu thì mãi cứ giàu thôi. Em mau mau tìm cách gặp nó đi. Vâng, em hiểu rồi. Anh từ chối. Lúc anh cần em nhất, em đã ở đâu? Bây giờ đến khi anh khỏe mạnh lại, anh giàu có, thì em lại muốn quay lại là sao? Em có liêm gì không vậy Linh? Nhưng em là vợ của anh mà. Chẳng nhẽ anh không thương vợ mình sao? Lúc trước khác, bây giờ khác. Lúc đó anh mù lòa, em chăm sóc anh mệt lắm đấy. Không bên anh được lúc khó khăn thì đừng mong hưởng thụ Linh à. Chúng ta đã ly hôn rồi, em là vợ cũ của anh đấy. Đừng mặt dày rồi đòi anh quay lại nữa. Anh biết thừa là em chỉ muốn tiền của anh thôi. Anh Kiếm Anh, anh đi đâu thế? Tôi đi tìm Lan Anh. Chỉ có cô ấy mà đối xử tốt với tôi thôi. Muốn tìm nó à? Không dễ như thế đâu. Chị Linh. Chị em cái gì? Cái loại mày ấy, mở mồm ra là nói đạo lý. Thế tao hỏi mày nhá, có đạo lý nào chỉ người ta cách đi giật chồng người khác không hả? Chị đang nói cái gì đấy? Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Này, ý của Linh ấy là cô đi giật chồng người khác ấy. Này, thế mà chị bị đuôi bị mù mà chị nói tôi giật chồng của chị? Cả cái làng này đều biết tôi ăn ở trong sạch đấy. Trong sạch á? Trong sạch cái kiểu gì mà mày để cho chồng tao vừa mới về đây một cái là lại toan hót đi tìm mày luôn được hả? Mày đã làm cái gì anh ấy? Tao nói cho mày biết nhá, từ bây giờ mày gặp chồng tao ấy, mày liệu hồn mà giả vờ không quen biết đi. Chị bảo sao? Anh Kiếm Anh về quê rồi á? Anh ấy sao rồi? Mắt anh ấy làm sao rồi? Khỏe chưa? Không khỏe thì làm sao mà về được. Này, sao cô lật cấn thế nhở? Bây giờ tôi hỏi cô nhé, cút không? Việc gì tôi phải đi? Tôi chẳng là bị sai cả, thì tôi không việc gì phải đi. Đây là nhà trọ của tôi. Với lại, người đi ở đây là hai người mới đúng đấy. Còn bây giờ tránh ra tôi còn dọn dẹp. Này, mày đi đâu? Mày dám trả cho với bọn tao đấy à? Tao nói cho mày biết nhá, hôm nay mày mà dám gặp lại chồng tao ấy, tao đánh cho mày gãy chân rồi đấy. Đi ra chỗ khác. Bắt nó lại cho em. Kéo nó đi. Làm gì đấy? Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra.
Linh, sao em lại ở đây? Chỉ là em nhớ đến quá khứ, muốn về đây ôn lại kỷ niệm thôi. Mà anh về đây làm gì? Người như em mà cũng nhớ lại kỷ niệm à? Kỳ lạ thật đấy. Anh đến đây là để tìm Lan Anh. Anh đang muốn gặp cô ấy. Lan Anh á? Cô ta đi lấy chồng Đài Loan rồi. Anh về đây tìm ý chỉ tổn mất công thôi. Vậy sao? Vậy thì để anh đi hỏi nhá. Anh Kiếm Anh, dừng lại đã. Anh không tin em sao? Anh Kiếm Anh! Mày đứng lại! Anh Kiếm Anh! Anh Kiếm Anh! Này! Anh cứ chạy ra đây! Đi nào! Anh Kiếm Anh! Lan Anh! Em là Lan Anh à? Tốt quá rồi! Anh biết là em mà! Anh về đây là để tìm em đây! Anh Kiếm Anh! Mắt anh đỡ rồi à? Mắt khỏi rồi này! Anh Kiếm Anh! Tại sao anh lại làm thế với em chứ? Cô ta chỉ là người dưng nước lã thôi! Em mới là vợ của anh cơ mà! Cô chỉ là vợ cũ thôi! Cô bỏ tôi đi theo trai! Bây giờ lại về đây đòi hỏi là thế nào? Hôm nay tôi đến đây là để tìm Lan Anh, muốn đưa cô ấy lên thành phố sống để trả ơn cô ấy. Trả ơn á? Buồn cười thật đấy. Tôi chăm anh thì anh không nhớ, người ở cạnh anh vài tháng thì anh lại đòi trả ơn à? Cô chăm tôi sao? Vậy cô bán nhà lấy tiền tôi theo trai, như vậy là tốt hả Linh? Này anh Giai ơi, cô ấy trong sạch nhá. Anh đừng có mà lăng nhăng rồi đi đổ bệnh cho vợ cũ của mình. Anh im đi. Anh không có tư cách gì để xem vào chuyện này. Sống bằng tiền của tôi mà lại còn đòi lên mặt dạy đời tôi à? Nực cười. Còn cô, tôi nói cho cô biết, đáng lẽ ra tôi sẽ không tính toán tiền bạc gì với cô đâu, nhưng với cái độ trơ trẽn này lại còn dám đến đây để bắt đạt Lan Anh nữa. Tôi sẽ tính hết. Này, anh định làm gì? Tôi cho hai người trong vòng 7 ngày phải hoàn trả lại cho tôi toàn bộ số tiền mà đã chiếm đoạt của tôi. Còn nếu không ấy, tôi sẽ nhờ luật sư kiện hai người ra tòa để cho hai người đi tù luôn. Anh Kiếm Anh, sao anh lại nỡ làm như vậy với em chứ? Dù sao anh cũng là vợ cũ của anh mà. Này anh Giai ơi, anh đừng có mà làm bậy nhá. Tôi nói cho hai người biết, tôi thừa sức có thể thu thập bằng chứng về tội chiếm đoạt tài sản. Hai người khôn hồn không muốn đi tù ấy, thì mau nộp tiền ra đây, trả lại cho tôi đi. Anh Kiếm Anh, em... Cố im đi. Vợ có công thì chồng sẽ không phụ. Lúc tôi giàu có thì cô ở bên cạnh, còn khi tôi khốn khổ thì cô lại bỏ đi. Cô tệ lắm Linh ạ. Còn bây giờ ấy, cô hãy mau cút đi. Lan Anh, lúc khó khăn anh mới hiểu được ai là người tốt với mình, mới hiểu được mình thật sự cần ai. Lần này anh đến đây tìm em là muốn đưa em lên thành phố để sống cùng với anh. Em thấy thế nào? Lên thành phố á? Ừ. Anh muốn đưa em ra mắt gia đình anh. Nhá. Em đồng ý cùng anh nhá.